bài năm câu đố ca dao đồng dao và việc giáo dục trẻ mẫu giáo một la mã giới thiệu thể loại ca dao là thơ chữ tình dân gian ca dao truyền thống phát triển đặc biệt ở thời phong kiến khi quần chúng nhân dân muốn diễn tả sâu sắc những nỗi thống khổ cũng như những khát vọng của họ về cuộc sống tốt đẹp hơn đồng thời nêu cao những phẩm chất tốt đẹp bắt nguồn từ đời sống lao động và chiến đấu đối với các em bộ phận ca dao phản ánh lao động sản xuất ca ngợi công sức của người lao động để cao niềm tin, lòng mong mỏi được sống no đủ, yên vui và những bài ca diễn tả lòng yêu nước, yêu quê hương, niềm tự hào về con người Việt Nam cũng như tình thương giữa con người với con người là bộ phận giá trị nhất. Đồng giao là ca dao của trẻ em, đó là những bài hát dân gian có nội dung và hình thức phù hợp với trẻ em, thường do trẻ em hát. Các bài đồng giao thường gắn với một trò chơi nhất định, các em vừa chơi, vừa làm trò, vừa hát. Người lớn ít khi sử dụng đồng dao, trừ bộ phận những bài hát ru. Câu đố là một thể loại văn học dân gian, miêu tả tường thuật đặc điểm của sự vật bằng hình thức ẩn dụ, nhằm rèn luyện óc quan sát, thử tài suy đoán của người ta. Với lời miêu tả giấu tên sự vật bằng phương pháp chuyển hóa, chuyển vật nọ thành vật kia, câu đố đánh lừa con người một cách tài tình, thường đưa đến cho con người những tiếng cười thú vị. Hai La Mã, câu đố, a lớn, định nghĩa câu đố là các sáng tác ngắn gọn người đố cố che giấu khái niệm về một sự vật hay một hiện tượng đã rõ người nghe phải tìm phải đoán ra cách miêu tả bóng gió các sự vật và tính nhịp nhàng cân đối của câu đố làm trẻ em rất thích thú câu đố làm cho các em hiểu rõ đặc điểm của thế giới vật thể gần gũi tất cả cái gì con người nhìn thấy nghe thấy đều có thể trở thành đối tượng của câu đố đê lớn nội dung một nhỏ thế giới động vật trong câu đố Việt Nam chiếm một tỷ lệ khá nhiều, tuyệt đại đa số là những con vật gần gũi với cuộc sống của chúng ta. Ví dụ như câu đố, mình đen mặc áo da sồi, nghe trời chuyển động thì ngồi kêu oan, là con cóc. Hay câu đố, chân đen mình trắng, đứng nắng giữa đồng, là con cò. Đặc biệt là các câu đố mẫu giáo, đố về các con vật gần gũi, quen thuộc, thông qua những dấu hiệu dễ nhận thấy nhất ví dụ như con gì hay sủa gâu gâu con gì nhảy nhót bắt sâu trên cành con gì phi thật là nhanh con gì gáy sáng gọi anh mặt trời hoặc con gì chân khéo như tay đánh đu đã giỏi lại hay leo trèo con gì gọi bạn meo meo lúc rình bắt chuột lúc leo xà nhà hay là con gì bay lượn nhờn nhơ rong chơi khắp trốn chẳng ưa làm gì con gì chân có màng da đến bên hồ nước nhảy ra bơi liền hai nhỏ câu đố miêu tả trực tiếp các sự vật gần gũi chung quanh trẻ ví dụ như câu cũng gọi là bánh nhưng chẳng dễ ăn để giặt quần áo cho thơm cho sạch là bánh xà bông câu cái gì nho nhỏ bằng nhựa xinh xinh cọ răng trắng tinh trước khi bé ngủ là cái bàn chải đánh răng câu ai muốn chân sạch thì dùng đến tôi nhưng phải một đôi, đôi gì thế nhỉ? Là đôi dép, đôi giày, đôi guốc. Câu không là người mà có mặt, mặt khi tròn, khi vuông, không mồm mà kêu luôn, tích tắc lại tích tắc là cái đồng hồ. Ba nhỏ, câu đố miêu tả thế giới thực vật, nhìn chung là các cây cỏ ở làng quê như cây cam, cây quýt, cây mít, cây dừa, cây đu đủ, vân vân Ví dụ như, da cóc mà bọc trứng gà, bổ ra thơm nức cả nhà muốn ăn là quả mít trên trời có giếng nước trong con kiến chẳng lọt con ong chẳng vào là quả dừa mẹ gai góc con chọc đầu là trái bưởi cam quýt câu tên em không thiếu không thừa tấm lòng vàng ngọt ngon vừa lòng anh là trái đu đủ c lớn nghệ thuật của câu đố câu đố giàu âm thanh vần điệu giàu hình tượng ngắn gọn sinh động thú vị, dễ nhớ, dễ thuộc. D lớn, tác dụng. Với trẻ em mẫu giáo, các câu đố phù hợp với lứa tuổi không những giúp trẻ phát triển óc quan sát và khả năng tư duy trừu tượng, mà còn góp phần tích cực trong việc giúp trẻ nhận biết sự vật ở xung quanh và làm giàu thêm vốn từ cho trẻ. Câu đố cũng rèn luyện chính thông minh cho trẻ. Ba la mã, ca dao, A lớn, định nghĩa. Ca dao là những bài hát dân gian được sáng tác bằng thể văn vần của dân tộc phản ánh nhiều mặt của cuộc sống, đó là những bài ca của người lao động, chứa đựng tình cảm sâu xa của họ đối với gia đình, quê hương, đối với công việc làm ăn và môi trường sống quen thuộc. B lớn, nội dung, một nhỏ, ca dao phản ánh cuộc sống lao động cần cù chất phác của nhân dân, tuy vất vả khổ cực nhưng không bao giờ bi quan. Ví dụ như: Cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày, ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Hoặc rủ nhau đi cấy đi cày, bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu, trên đồng cạn, dưới đồng sâu, chồng cày vợ cấy, con trâu đi bừa. Hay, ơn trời mưa nắng phải thì, nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu, công lanh chẳng quản bao lâu, ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng, xin ai đừng bỏ ruộng hoang, bao nhiêu tất đất tất vàng bấy nhiêu. Hai nhỏ, thể hiện tình cảm đối với xóm làng, quê hương, đất nước. Thiên nhiên ta vốn rất giàu đẹp, vào trong ca dao lại càng giàu đẹp hơn. Ví dụ, sông Tô nước chảy trong ngần, con thuyền buồm trắng chạy gần chạy xa, thon thon hai mũi chèo hoa, lướt đi lướt lại như là bướm bay. Đường vô xứ nghệ quanh quanh, non xanh nước biếc như tranh họa đồ, đường đi quanh quất ruột dê. Chim kêu vượn hú dựa kề bên non Hay câu Hỡi cô tát nước bên đàng Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi Hay câu Đồng tháp mười có bay thẳng cánh Nước tháp mười lóng lánh cá tôm Ba nhỏ Thể hiện tình cảm yêu thương Quý mến đối với gia đình Tình cảm của con cái đối với cha mẹ hoặc ngược lại Tình cảm anh em ruột thịt Tình bạn bè gắn bó keo sơn Đặc biệt Cha mẹ là người sinh thành dưỡng dục có nhiều kinh nghiệm sống mà con cái phải yêu thương, kính trọng, biết ơn. Từ lâu nhân dân ta đã truyền tụng, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Gió mùa thu mẹ du con ngủ, năm canh chảy thức đủ năm canh. Ơn cha nặng lắm ai ơi, ơn mẹ bằng trời chín tháng cưu mang. Chim trời ai dễ đếm lông, nuôi con ai nỡ kẻ công tháng ngày. Lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẫu từ. Anh em nào phải người xa, cùng chung bác mẹ một nhà cùng thân. Yêu nhau như thể tay chân, anh em hòa thuận hai thân vui vầy. Bạn bè là nghĩa tương chi, sao cho sau trước một bề mới nên. C lớn, nghệ thuật, ca dao có từ ngữ chọn lọc, chính xác, gợi cảm sử dụng thể thơ lục bát của dân tộc giàu nhạc điệu giàu hình tượng chữ tình đê lớn tác dụng ca dao đến với trẻ rất sớm qua lời du tiếng hát của người thân âm thanh nhịp điệu và không khí dân gian chữ tình để lại những dấu ấn sâu sắc trong tâm hồn trẻ ca dao là dòng sữa nuôi trẻ lớn lên qua đó trẻ cảm nhận hình thức ngôn ngữ đẹp đẽ cảm nhận tâm tư tình cảm của nhân dân quan điểm đạo đức và lối sống của dân tộc thế nhưng ngoại trừ đồng dao ca dao ít được chọn giảng trong chương trình truyện thơ mẫu giáo vì ca dao là tiếng nói đa dạng và tinh tế đối với cuộc sống quá khứ trẻ chưa có thể cảm nhận đầy đủ tóm lại ca dao là những hòn ngọc vô giá từ xưa để lại đó là tiếng nói tình cảm của nhân dân đối với đất nước là mồ hôi nước mắt của nhân dân trong đấu tranh và xây dựng là trí tuệ và tình thương của nhân dân đối với thiên nhiên xã hội và con người việt nam do đó những câu ca dao thấm đượm vào tâm hồn trẻ thơ sẽ có tác dụng lớn lao trong việc bồi dưỡng tình cảm hình thành nhân cách cho trẻ và khơi dậy ở trẻ niềm tự hào về con người về quê hương đất nước bốn la mã đồng giao trong văn học dân gian của các dân tộc trên thế giới ít nhiều đều có bộ phận những sáng tác dành cho trẻ em hoặc chủ yếu hướng về trẻ đó là lý do và cơ sở khiến cho khái niệm văn học dân gian thiếu nhi đã và đang hình thành trong hoạt động nghiên cứu văn học dân gian của nhiều nước trên thế giới văn học dân gian thiếu nhi của người Việt phát triển khá sớm và chủ yếu tập trung ở hai lĩnh vực chuyện kể là đồng thoại và thơ ca là đồng dao a lớn định nghĩa đồng dao là thơ ca dân gian truyền miệng trẻ em đồng dao có thể bắt nguồn từ các hình thức thơ ca dân gian của nhiều người lớn và được người lớn tham gia sáng tác sử dụng nhưng chủ yếu phải phù hợp với thế giới quan và tâm sinh lý của trẻ và do trẻ em trực tiếp lưu truyền diễn sướng b lớn nội dung một nhỏ giúp các em hiểu biết, học hỏi mở mang trí tuệ, giáo dục kiến thức thực tế. Với các em trước tuổi đi học, đồng giao như người thầy dạy cho các em những khái niệm đầu tiên về thiên nhiên, đất nước, con người. Thế giới đồng giao là một thế giới sinh động, phong phú, chứa chan sức sống. Trong đồng giao có đủ những con vật gần gũi với cuộc sống xung quanh trẻ như con trâu, con ngé, con voi, con công, con ve, con kiến, cho đến con cò, con tép, con ốc, con cua, con chuồn chuồn. Ví dụ một số câu đồng giao như Con công hay múa, con vòi con voi, con gà cục tác lá chanh, con cò bay là bay la, bay từ cửa phủ bay ra cánh đồng. Con mèo, con chó có lông, bụi tre có mắt, nồi đồng có quai. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm. Con cua tám cẳng hai càng, một mai hai mắt rõ ràng con cua trời mưa quả dưa vẹo vọ con ốc nằm co con tôm đánh đáo con cò kiếm ăn hai nhỏ đồng dao giúp các em học mà chơi chơi mà học một số bài đồng dao gắn với các trò chơi của trẻ em nhờ có lời mà trẻ ham thích chơi nhờ có luật chơi mà trẻ ham thích đọc lời các em vừa hát vừa học vừa chơi Tình cảm chủ yếu được các em thể hiện trong khi hát để chơi trò chơi, đó là niềm vui sướng, hân hoan, phấn khởi và yêu đời của tuổi thơ khi được tụ họp với nhau, nô đùa, ca hát. Ví dụ như chi chi chành chành, rung răng rung rẻ, kéo cưa lửa xẻ, rồng rắn lên mây, bịt mắt bắt dê, nu na nu nóng, nhìn chung, đồng dao thiên về thông tin truyền đạt kiến thức hơn là phản ánh tư tưởng tình cảm trong nội dung kiến thức thì nặng vào những kiến thức tự nhiên hơn kiến thức lịch sử xã hội và điều đó rất phù hợp với nhu cầu và trình độ của trẻ em nội dung và ý nghĩa xã hội sâu sắc tinh tế thường ít có ở đồng giao còn nếu có thì cũng rất nhẹ nhàng thoáng qua như mây bay gió thoảng mà thôi với đồng giao trẻ em thực sự hòa nhập vào thiên nhiên sống với thiên nhiên hiểu thiên nhiên theo cách hiểu của trẻ thơ có thể xem đồng giao là những bài học vui nho nhỏ. Những bài học đó vừa vui, vừa giúp các em làm quen với cuộc sống của người lớn, giúp các em đỡ bỡ ngỡ khi tiếp xúc với những điều mới lạ trong xã hội. Đồng giao cũng phản ánh hiện thực, nhưng với cách thức riêng của nó nhằm vào chức năng giáo dục. Quan sát cuộc sống để thu thập kiến thức và chức năng thẩm mỹ, vui chơi, yêu đời, chứ không đòi hỏi các em phải có những hiểu biết sớm hơn lứa tuổi của mình. C lớn, nghệ thuật 1. Đồng dao thường sử dụng thể thơ 3 chữ, 4 chữ, 6 chữ và lục bát, có vần, có điệu, dễ đọc, dễ nhớ, dễ thuộc. 2. Ngôn ngữ mộc mạc, hồn nhiên, bình dị, nhiều tính tượng hình, tượng thanh. D lớn, tác dụng. 1. Đồng dao và những trò chơi kèm theo giúp trẻ yêu đời, yêu cuộc sống, yêu thiên nhiên, yêu lao động, yêu nghệ thuật, thích hài hước. 2. Giúp các cháu phát triển vốn từ, yêu thích và sử dụng tiếng mẹ đẻ. 3. Rèn luyện bộ máy phát âm cho trẻ